vào thập niên 1990, series đĩa mưa bụi từng gây sốt trên thị trường và góp phần giúp không ít nghệ sĩ cải lương bước quý phái một giai đoạn thế hệ và chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. Thành công của mưa bụi cũng gắn liền với tên tuổi, chặng đường hoạt động nghệ thuật đáng nhớ của nghệ sĩ ưu tú Tài Linh. Không chỉ là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh còn được mệnh danh là nữ hoàng video, nữ hoàng băng đĩa mưa bụi với việc sở hữu lượt item băng đĩa lớn và được đông đảo khán giả đón nhận. Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 chị em, Tài Linh chính là con gái cưng của chủ tiệm may Âu Phục Ngọc Châu lừng lẫy một thời. Trong giai đoạn kinh hoàng tế gia đình gặp gỡ gian khổ khi ba qua đời, Tài Linh từng phải theo chị gái đi làm nhân viên bán, soát giấy. Một dịp tình cờ, cô đã có cơ hội gặp gỡ và được nghệ sĩ Lan Chi, Thúy Lan dạy cho hát cổ nhạc. Sau này có điều kiện, Tài Linh xin theo học nghề từ nhạc sĩ Duy Khanh. Khi bước vào đoạn đường chuyên nghiệp, Tài Linh được rất nhiều đoàn cải lương mời về làm đào chính, đi lưu diễn xoàng xuyên và góp mặt liên tục trong các vở diễn lớn. Có một thời, Tài Linh được săn đón đến mức mỗi lần cô sinh ra lại được đông đảo khán giả dây kín đáo xin chữ ký và hình ảnh được quảng bá rầm rộ trên đường phố. Ngoài thể hiện được đa dạng các vai diễn, Tài Linh còn là ga mê thủ diễn ăn ý, khăng khít lâu năm với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vẫn chọn cải lương để duy trì hoạt động nghệ thuật trong suốt nhiều năm nổi tiếng, nhưng sau khi nhận được sự động viên của nhà phát triển Hữu Minh, Tài Linh đã mạnh dạn thử sức thêm với chuyên mục nhạc trữ tình, Bolero. Ở những item đầu tiên của Mưa Bụi, Tài Linh mau lẹ biến thành một hiện tượng hát tân nhạc được đông đảo khán giả trong nước, hải ngoại đón nhận. Sau này, các băng đĩa nhạc của Tài Linh hòa hợp với Đình Văn, Kim Tử Long, nối tiếp gây được tiếng vang lớn. Sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của Tài Linh với tân nhạc giúp cô được mệnh danh là nữ hoàng video, nữ hoàng băng đĩa mưa bụi. Riêng với Kim Tử Long, anh may mắn hòa hợp với đàn chị hơn 10 tuổi trong hàng loạt bài hát nhạc qua lời Việt, tân cổ cùng 50 vở cải lương. Những clip hát tân nhạc Bolero cùng sự hòa hợp giữa Tài Linh và Kim Tử Long, Đình Văn từng gây sốt vào thập niên 90. Trong quá trình làm việc, Kim Tử Long đánh rét mướt Tài Linh là người rất kỹ tính, chuyên nghiệp nhưng đời soàn lại giản dị, hiền lành và kín đáo tiếng chuyện đời tư. Năm 2004, Tài Linh quý phái Mỹ định cư. 3 năm đầu lập nghiệp ở vùng đất thế hệ, cô chọn công việc làm nai để kiếm thêm thu nhập. Khi cuộc sống ổn định, Tài Linh thế hệ đi diễn trở lại ở trong một số chương trình phù hợp. Trải qua thời gian dài vắng vẻ bóng, trong một chương trình truyền hình, Kim Tử Long tiết lộ đàn chị giờ đang là bà chủ của một tiệm nai tại Mỹ và có cuộc sống hôn nhân đầy đầm ấm. Do bận rộn việc kinh hoàng doanh, hiện tại, Tài Linh ít đi hát hơn xưa. Đầu năm 2019, cô có trở về Việt Nam để đi từ thiện nhưng không tái xuất trong chương trình biểu diễn nào. Nghệ sĩ ưu tú Tài Linh và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng là một cặp uyên ương ăn ý của sân khấu cải lương. Khi chuyển quý phái giai đoạn hát tân nhạc, Tài Linh cũng có rất nhiều item ăn ý, gây sốt khi hòa hợp với Kim Tử Long. Hiện tại, Tài Linh không sử dụng mạng xã hội nhưng cô vẫn được một nhóm khán giả hâm mộ lập fan page, hội nhóm để bày tỏ sự yêu mến bằng việc xoàng xuyên chia sẻ những hình ảnh, item kỷ niệm. Theo mật mí của Kim Tử Long cách đây không lâu, đàn chị từng khăng khít với anh đang có cuộc sống đầy êm ấm, hạnh phúc bên trời Tây. Hình ảnh hiếm hoi của nghệ sĩ Tài Linh khi về Việt Nam làm từ thiện vào đầu năm 2019.